Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong phần học trước các em đã được học về phần Getting Started. Và với phần Getting Started các em đã được học các từ vựng liên quan đến một số món ăn ở một số quốc gia đặc trưng rồi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần học về A Closer Look 1. Và trước khi bắt đầu với phần A Closer Look 1 bài học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 9 để có thể học bài học một cách hiệu quả hơn. Đối với phần A Closer Look 1 ngày hôm nay, các em sẽ được học các từ vựng liên quan đến các công thức chế biến món ăn. Và bên cạnh đó, về phần pronunciation, phần kỹ năng phát âm, các em cũng sẽ được học cách nhấn ngữ điệu đối với các câu trần thuật với vai trò là câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một số từ vựng mới mà các em sẽ gặp trong bài ngày hôm nay nhé. Now, let's start to learn some new words. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu học một số từ vựng mới. Từ vựng đầu tiên mà các em sẽ được học trong bài ngày hôm nay đó là một động từ. Động từ này mang nghĩa là đánh trứng hoặc là đánh bột. Ta có động từ đánh, đánh trứng, đánh bột sẽ là whisk, 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 đánh trứng, đánh bột. Tiếp đến ta có một động từ tiếp theo đó là động từ nạo hoặc là bào. Nạo và bào sẽ được gọi là grate, 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 nạo hoặc là bào. Ta có một động từ này mang nghĩa đó là chặt hoặc là cắt, cắt thành khúc, cắt nhỏ, ta sẽ gọi là chop, chop, chop. Ta có động từ rải hoặc là rắc cái gì đó lên thức ăn, động từ sprinkle, 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 rải hoặc là rắc. Tiếp đến ta có một động từ này cũng là cắt, nhưng nó sẽ mang nghĩa là thái nhỏ ra. Lúc nãy ta có động từ kia là chặt thành từng miếng nhỏ, còn đây ta sẽ nó sẽ mang nghĩa đó là thái thành từng lát mỏng. Thái thành từng lát mỏng sẽ được gọi là slice, slice, slice. Tiếp đến ta có động từ nhúng hoặc là dìm sẽ là dip, 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 nhúng cái gì đó hoặc là dìm cái gì đó. Tiếp đến ta có động từ trải, trải đều bơ ra hoặc là phết đều bơ ra, ta sẽ có động từ spread, 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 trải rộng hoặc là phết. Ta có động từ ướp thịt sẽ là marinate, 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 ướp thịt. Tiếp đến ta sẽ có một số món ăn, một số công thức, cách thức chế biến, ví dụ như sau. Cách nấu ăn, món xào. Xào thì ta sẽ gọi là stir fry, stir fry, stir fry. Xào, động từ xào. Tiếp đến ta có động từ quay, ví dụ như thịt quay. Món quay thì sẽ được gọi là roast, roast, roast. Ta có món nướng. Đây là hình thức nướng ở trên vỉ than, thì chúng ta sẽ gọi là grill, grill, grill. Và cũng là nướng, nhưng mà sẽ nướng ở trong lò, ta sẽ gọi là bake, bake, bake. Tiếp đến, đối với món hấp bằng hơi nước thì ta sẽ gọi là steam, 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 hấp bằng hơi nước. Còn món hầm sẽ được gọi là stew, ta có động từ stew là hầm, stew, 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 hầm. Và cuối cùng ta có một động từ này mang nghĩa là làm cho sôi lăn tăn, làm cho nước sôi lăn tăn lên, ta có động từ simmer, simmer, simmer. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn tập về những từ vựng mới mà chúng ta vừa học ở phần lý thuyết vừa rồi nhé. Now, let's start with activity 1 in A Closer Look 1. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần A Closer Look 1. 1. Write a food preparation verb from the box under each picture. Với hoạt động đầu tiên này, các em sẽ viết các động từ trong bảng, động từ dùng cho sự chuẩn bị đã cho ở trong khung bên dưới, viết vào bên dưới các bức hình mô tả. Ví dụ như ta có hoạt động đầu tiên, các em thấy trong phần lý thuyết cô cũng đã nói đây là một động từ liên quan đến việc chặt, chặt nhỏ cái gì đó đó ra, thì chúng ta sẽ có động từ chặt là chop, vì vậy chúng ta sẽ kéo vào đây chop. Tương tự như vậy ở hình ảnh số 2, các em thấy đây là
hành động cắt ra thành từng lát nhỏ, cắt ra thành từng miếng, từng lát nhỏ, mắt lát mỏng. Vậy thì chúng ta sẽ có động từ cắt mỏng, cắt nhỏ sẽ là slice. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem những hình còn lại, xem thử với mỗi hình chúng ta sẽ sử dụng động từ nào mô tả là hợp lý nhé. Tiếp theo chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. 2. Complete the sentences with the correct form of verbs in one. Ở hoạt động số 2 này, các em sẽ hoàn thành các câu với dạng đúng của động từ được cho. Những động từ này các em cũng đã gặp ở trong hoạt động 1. Ví dụ như ở câu đầu tiên, don't the cucumber into chunks, eat thinly. Đối với câu này, nó có nghĩa là đừng chặt dưa chuột ra thành từng khối mà hãy cắt lát nó. Vậy thì chúng ta sẽ điền vào vị trí trống này, đó là don't chop, đừng có chặt nó ra, mà hãy cắt nó slice, slice it thinly, cắt nó thành từng lát mỏng, thành từng miếng mỏng. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành những chỗ trống còn lại bằng các động từ mà chúng ta đã gặp ở hoạt động 1. Và hoạt động tiếp theo sẽ là hoạt động số 3, activity 3. 3. Match each cooking verb in A with its definition in B. Ở hoạt động số 3, các em sẽ nối các động từ nấu ăn ở cột A với định nghĩa của nó ở cột B. Ví dụ như ở hoạt động đầu tiên, hành động đầu tiên stir fry, đây là hoạt động xào. Cách thức xào trong nấu ăn thì chúng ta sẽ thấy nó hợp với mô tả ở bên cột B, đó là mô tả ở câu G. Cook thin strips on vegetables or meat quickly by stirring them in very hot oil. Nấu rau hoặc là thịt bằng cách khuấy chúng bằng dầu nóng. Chúng ta sẽ nối stir fry 1 với G. Tương tự như vậy, các em sẽ xem những cái động từ còn lại nó sẽ phù hợp với những mô tả nào ở cột B. Và sau đó các em sẽ nối hai cột với nhau. Sau khi hoàn thành xong, các em nhớ bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4A. What can you see in the picture? Do you know what dish these ingredients are used for? Ở hoạt động 4A, 4A, các em sẽ xem thử bức tranh này nói về cái gì. Và sau đó các em sẽ trả lời cho câu hỏi. Do you know what dish these ingredients are used for? Em có biết là cái món ăn này có những cái nguyên vật liệu nào được sử dụng cho món ăn này hay không? Ví dụ như nhìn vào hình, các em sẽ thấy có nước tương cà chua, ta có từ nước tương cà chua là tomato sauce. Tương tự như vậy, các em sẽ liệt kê các nguyên vật liệu theo hình mô tả ở bên phía bên phải, liệt kê vào bên dưới. Sau khi đã liệt kê xong, chúng ta sẽ tiếp tục với hoạt động 4B, 4B. B. Complete the instructions below with the verbs in 1 and 3. One verb is used twice. Ở hoạt động 4B, hoạt động 4B, các em sẽ hoàn thành hướng dẫn, hoàn thành những chỉ dẫn ở bên dưới với các động từ đã gặp ở hoạt động 1 và hoạt động 3. Và người ta lưu ý là một động từ thì có thể được sử dụng hai lần. Ví dụ như ở câu đầu tiên, các em thấy the onion, bacon and an apple. Chúng ta làm gì với hành tây thì xông khói và một quả táo? Vậy thì theo hình vẽ, các em thấy là người ta đã chặt nhỏ ra. Chúng ta sẽ có động từ chặt, băm sẽ là chop. Vì vậy chúng ta sẽ điền vào đây, chop the onion, bacon and an apple. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem những hình còn lại và đặt vào vị trí trống những động từ sao cho phù hợp với, dùng để mô tả cho hình ảnh sao cho phù hợp. Tiếp đến chúng ta cùng chuyển sang hoạt động liên quan đến phần kỹ năng phát âm, pronunciation. Và trước khi bắt đầu với bài tập phát âm, bây giờ cô sẽ nói sơ qua phần lý thuyết liên quan đến cách phát âm ngữ điệu cho các câu hỏi yes, no ở bài học ngày hôm nay nhé. Alright, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong hoạt động số 4 trong phần mềm IC Books để ôn luyện về các từ vựng mà các em được học trong bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần bài học tiếp theo liên quan đến kỹ năng phát âm, pronunciation. Và trong bài kỹ năng phát âm ngày hôm nay, trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ được học về tones in statements used as questions, ngữ điệu trong các câu trừng thuật được sử dụng như là câu hỏi. Thì đối với các câu trừng thuật, các câu hỏi trừng thuật thì chúng ta sẽ sử dụng ngữ điệu của nó đi lên ở cuối câu. Ví dụ như ở trường hợp sau, Nick nói là
Mom, the prawns are pink now. Và mẹ của Nick sẽ hỏi lại để khẳng định, để hỏi lại thông tin này. Cô ấy vẫn còn nghi ngờ về thông tin này, cô ấy sẽ hỏi lại they are pink. Thì các em sẽ thấy ở đây pink, they are pink sẽ là một câu hỏi trần thuật, say question. Và đối với câu hỏi này các em sẽ lên giọng ở cuối câu they are pink và bạn Nick sẽ trả lời là yes. Ngữ điệu của nó sẽ đi xuống. Tiếp đến, đối với các câu hỏi WH question, các câu hỏi WH thì nó sẽ ngược lại, tông giọng của nó sẽ đi xuống ở cuối câu. Ví dụ như where did I put my glasses? Where did I put my glasses? Thì các em sẽ xuống giọng ở cuối câu đối với các câu hỏi là WH question. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động số 5 Activity 5 trong phần mềm IC Books để ôn luyện về phần kỹ năng phát âm trong bài học ngày hôm nay nhé. Vậy là các em đã vừa xem xong phần lý thuyết liên quan đến pronunciation, intonation in yes or no question, ngữ điệu trong câu hỏi yes, no. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động số 5, activity 5 trong phần pronunciation nhé. 5. Listen to the conversations. Draw a falling arrow or rising arrow at the end of each line. Practice the conversations with a partner. Ở hoạt động số 5 này, các em sẽ lắng nghe đoạn hội thoại và vẽ mũi tên đi xuống hoặc đi lên ở cuối của mỗi dòng. Sau đó các em sẽ luyện tập đoạn hội thoại này với người bạn của mình. Bây giờ chúng ta cùng xem thử ở mỗi câu, câu nói của nó là đi xuống hay đi lên. Chúng ta cùng xem ở ví dụ đầu tiên. Now, let's listen. 1. What do we need to make a pizza? A pizza base, some cheese, some bacon, an onion and an apple. Các em vừa nghe thấy an apple, ngữ điệu của nó đi xuống đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ kéo vào đây mũi tên đi xuống. Tiếp đến chúng ta cùng nghe thử câu sau. An apple. An apple là ngữ điệu đi lên, chúng ta sẽ đánh dấu vào đây là đi lên. Tương tự như vậy các em cũng sẽ tiếp tục nghe những phần còn lại. Và sau khi nghe xong, hãy để ý tới ngữ điệu của mỗi câu là ngữ điệu lên giọng hay là xuống giọng, mà chúng ta sẽ kéo các mũi tên vào vị trí để mô tả ngữ điệu đi lên hoặc đi xuống của các câu này nhé. Tiếp theo chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, the last activity, activity 6. 6A. Work in pairs, complete the mini dialogues with suitable statement questions. Ở hoạt động 6A, hoạt động 6A, các em sẽ làm việc theo cặp. Các em hoàn thành đoạn hội thoại nhỏ với những câu hỏi thích hợp. Ví dụ như ta có câu hỏi đầu tiên. Let's have pasta tonight. I don't like pasta. Vậy thì bạn A sẽ hỏi lại là bạn không thích ăn mì Ý à? You don't like pasta? Don't like pasta? Các em sẽ điền vào vị trí này là you don't like pasta. Và các em sẽ luyện tập ngữ điệu lên ở cuối câu. You don't like pasta? No, it makes me fat. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành chỗ trống còn lại giống như cô đã làm mẫu ở câu đầu tiên. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động 6B. B. Practice the mini dialogues using the correct intonation. Và sau khi các em đã học xong liên quan đến ngữ điệu ở phần bài hoạt động 5 và hoạt động 6A, thì bây giờ các em hãy luyện tập lại các mẫu đội hội thoại và sử dụng cái ngữ điệu đúng cho những câu này nhé. Well then, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học về A Closer Look One. Và trong bài học ngày hôm nay, các em đã được học những từ vựng khá thú vị về cách thức chế biến các món ăn đúng không nào? Trong bài học tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học về phần A Closer Look Two. Và đối với phần A Closer Look 2, các em sẽ được ôn tập về mẫu ngữ pháp liên quan đến các từ chỉ định lượng, quantifiers. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được học một số động từ khiếm khuyết ở trong câu điều kiện loại 1. Vì vậy, các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay. Và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo, phần A Closer Look 2 nhé. Ok, goodbye, see you!